Hành trình lột xác của Top 3 The Face Việt Nam 2018, Quỳnh Anh giành quán quân Supermodel Me, Mạc Trung Kiên lấn sân sang diễn xuất Quỳnh Anh. Ngay từ những ngày đầu tham gia The Face Việt Nam, Quỳnh Anh đã nhận được sự ưu ái từ huấn luyện viên Võ Hoàng Yến. Cô nàng từng gây ra nhiều tranh cãi khi được siêu mẫu bảo vệ hết lần này đến lần khác mà không phải nếm trải cảm giác đau tim khi ngồi phòng loại. Đến nay, Quỳnh Anh đã chứng minh được bản thân hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị á quân năm nào, thậm chí còn có thể vươn xa hơn tại đấu trường quốc tế. Năm 2019, Quỳnh Anh xuất sắc lọt vào top 10 The Face of Asia. Thành công nối tiếp thành công, cô nàng một lần nữa lập nên kỳ tích tại Supermodel Me, sân chơi dành cho người mẫu lớn nhất nhì châu lục. Quỳnh Anh xuất sắc trở thành quán quân trong sự công nhận của ban giám khảo và khán giả châu Á. Cô nàng xúc động chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với vị trí đạt được ở Supermodel Me năm nay. Bản thân cũng tự hào vì là người mẫu Việt đầu tiên chiến thắng ở một cuộc thi mang tầm cỡ châu Á, điều mà chưa một người mẫu nào làm được. Trước đây có nhiều ý kiến người mẫu Việt khó giành được chiến thắng ở cuộc thi quốc tế, nhưng thành quả của tôi đã chứng minh quan điểm đó hoàn toàn sai." Mạc Trung Kiên, thí sinh team huấn luyện viên Thanh Hằng từng xuất sắc vượt qua rất nhiều ứng cử viên sáng giá để giành ngôi vị cao nhất tại The Face Việt Nam 2018. Đồng thời, anh cũng là nam quán quân đầu tiên trong lịch sử chương trình tìm kiếm gương mặt quảng cáo hàng đầu Việt Nam. Ngôi vị quán quân của Mạc Trung Kiên cũng từng gây ra nhiều tranh cãi bởi anh chàng nhiều lần phải vào phòng loại và phong độ cũng không ổn định bằng hai á quân. Sau đó, Mạc Trung Kiên dần chứng minh được tiêu chí đại cuộc mà huấn luyện viên Thanh Hằng muốn hướng đến, trở thành một gương mặt được săn đón trong làng thời trang. Với chiều cao 1m83 lý tưởng, gương mặt điển trai, Mạc Trung Kiên đã nắm lấy cơ hội từ The Face để vươn xa hơn trong làng mẫu. Bên cạnh đó, anh còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, điển hình là góp mặt trong MV Sáng Mắt Chưa của Trúc Nhân. Trâm Anh. Ngay từ những vòng đầu tiên, Trâm Anh từng được đánh giá là một thí sinh nặng ký của The Face Việt Nam 2018. Cô nàng sở hữu khuôn mặt mộc đẹp không tì vết và nụ cười cực an ảnh. Nhờ lợi thế ngoại hình cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ, huấn luyện viên Minh Hằng đã thành công dẫn dắt cô trở thành á quân chung cuộc. Sau bài phóng từ The Face, Trâm Anh tiếp tục theo đuổi ước mơ với nghề mẫu. Cô nàng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị và xuất hiện tại nhiều sàn diễn lớn nhỏ. Bên cạnh đó, Trâm Anh còn lớn sân sang lĩnh vực diễn xuất trong các phim ngắn, web drama hay bộ phim truyền hình ăn khách Cây Táo Nở Hoa. Sau 3 năm, từ một cô nàng có ngoại hình trong trẻo ngọt ngào, Trâm Anh đã vượt qua được giới hạn của bản thân để trở nên đa sắc màu hơn. Năm 2020, Trâm Anh từng đóng vai trò cố vấn tại The Face Online, chứng tỏ được năng lực của bản thân và hướng đến một hình ảnh top model thế hệ mới. Sau thành công của The Face Việt Nam 2018, những thí sinh trong top 3 đều trở thành những cái tên sáng giá trong làng thời trang Việt. Sau hơn 3 năm, họ đã nỗ lực và thay đổi rất nhiều, trở nên bản lĩnh và sắc sảo hơn. Tuy nhiên, so với quán quân Mạc Trung Kiên có phần mờ nhạt, thì á quân Quỳnh Anh đã bỏ khá xa khi làm nên chuyện ở sân chơi tầm cỡ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.